Gặp trạm trưởng mà khó quá. Đợt này nhiều việc. Đồn trưởng mới cũng được đấy nhỉ. Đâu ra đấy. Mà này, ông vẫn còn đang nợ tôi một cuộc hẹn ra mắt với đồn trưởng đấy nhá. Biết thế. Vào thẳng vấn đề đi. Cố một chén đã. Gọi tôi ra đây có việc gì? Thị trường vàng dạo này đang biến động. Tôi muốn đánh một ít hàng từ bên kia về. Nguy hiểm lắm. Kiếm tiền thì phải mạo hiểm chứ. Liệu có chỉ là vàng không? Ông nghĩ tôi dám đánh cược mạng sống của mình không? Thế ông nghĩ tôi dám đánh cược sự nghiệp của tôi à? Ôn lại kỷ niệm một tí nhỉ. Mai họp kiểm điểm. Ông bác tôi gọi cho ông Mạnh rồi. Nhưng mà tôi vẫn thấy bất ổn lắm. Ông khoái cái trò 50-50 lắm mà. Như thế mới kích thích. Im cái mồm này. Chẳng may mà xoay vào ô mất lượt thì đứt hết. Đang đi tư vấn cho ông bạn vài câu, bắt im mồm. Thì thôi vậy. Coi như là tôi nợ ông một ân tình. Ân tình thì nặng đấy. Nặng bao nhiêu cũng được, nói đi. Dù bây giờ mọi thứ vẫn đang nhập nhằng, nhưng ai cũng tin là chỉ có lệnh của ông thì thằng Toàn mới buông cho mấy thằng chở thuốc lá. Thế mới chết đấy. Kể cả ông Trung kéo tôi ra khỏi cái màn bỏ phiếu thì chưa chắc tôi đã qua được khỏi cầu đâu. Mấu chốt nằm ở vợ thằng Toàn. Nếu như bây giờ tôi xin cho con đó về dạy học gần nhà thì thế nào nhỉ? Việc đấy ông bác tôi cũng thấy khoai đấy. Tôi lo được. Ông? Thậm chí là chốt miệng được luôn. Ông? Không phải lắp bắp. Tôi là bạn của ông thì tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp ông. Còn ngược lại, ông là bạn tôi thì khi tôi cần, ông cũng phải lăn xả. Chúng tôi đã set up đường vận chuyển hàng. Nó đi qua khu vực ông quản lý. Cách thức vận chuyển, số lượng bao nhiêu, tôi cần biết chính xác. Và điều quan trọng nhất là vàng hay là cái thứ gì khác. Nếu là thứ gì khác thì sao? Đấy, 2 cân tươi. Nhưng mà tao chỉ tính 2 cân thôi nhá. Vâng. Chuẩn bị đi. Có chết tôi cũng không làm đâu. Mày phải làm. Nhưng mà tôi không động chân động tay vào đâu. Không cần mày phải động chân tay vào. Chỉ cần mày dọn người đúng thời điểm là được. Để từ từ tôi tính xem nào đã. Chỉ quẩn quanh ở cột 11, 12 thôi. Biết vậy. Tiền gà của ông đây. Mày cứ lấy cho tao 10 trứng với mấy gói mì tôm rồi tính cả vào đấy nhá. Vâng.
Đồng chí Văn. Dạ. Sao lại đứng dưới trời mưa thế? Trời,